Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Cẩm Nang 365 với những kiến thức bổ ích dành cho cuộc sống. Và như thường lệ, ngày hôm nay những người làm chương trình sẽ chia sẻ thêm với các bạn những thông tin thú vị. Nào chúng ta hãy cùng khám phá nhé! Và trong chương trình ngày hôm nay, Thảo Vân sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn, đặc biệt là chị em phụ nữ, một số loại mặt nạ dưỡng da được chế biến từ sữa chua để có thể giúp cho chị em tự làm đẹp cho mình một cách hiệu quả mà lại rất là tiện dụng. Cách thứ nhất đó là mặt nạ làm trắng da. Các bạn có thể chế biến như sau. Chúng ta lấy 1/4 trái bơ cộng với 1/2 trái chuối và chúng ta cho 1 muỗng sữa chua. Những hỗn hợp này chúng ta nghiền nhuyễn bơ và chuối, sau đó chúng ta đổ sữa chua vào. Và sau khi rửa mặt, khi mà da vẫn còn ẩm, chúng ta sẽ bôi toàn bộ hỗn hợp đó lên da để thúc đẩy tuần hoàn máu của da, sẽ mang lại cho da một cảm giác rất là dễ chịu. Cách thứ hai đó là mặt nạ cho da nhờn. Các bạn lấy 1/2 quả bưởi ép lấy nước, một hộp sữa chua cùng với một thìa bột mì. Chúng ta sẽ trộn đều tất cả những nguyên liệu này lại và đắp lên mặt trong khoảng 20 phút. Sau đó rửa lại thật sạch mặt bằng nước lạnh. Cách thứ ba đó là mặt nạ làm săn chắc da. Với loại mặt nạ này thì chúng ta cần phải có lê và sữa chua. Cách làm thì đơn giản thôi. Chúng ta sẽ lấy một quả lê, gọt vỏ, xay nhuyễn. Sau đó chúng ta sẽ trộn với một hộp sữa chua và bôi hỗn hợp này lên mặt để khoảng 20 phút. Sau đó thì rửa thật sạch bằng nước lạnh. Da mặt của chúng ta cũng sẽ rất là săn chắc và rất là mịn màng. Cách thứ tư đó là mặt nạ tẩy da chết. Với loại mặt nạ này thì chúng ta sẽ phải có chanh, trứng gà và sữa chua. Cách làm như sau, chúng ta lấy một quả chanh, vắt nước, rồi lấy lòng trắng của một quả trứng gà và một hộp sữa chua. Trộn đều tất cả những nguyên liệu này lại, chúng ta sẽ đắp lên mặt trong khoảng 20 phút. Sau 20 phút thì chúng ta rửa sạch mặt, chúng ta cũng sẽ có một làn da rất là hiệu quả. Bởi vì các bạn biết là trong chanh thì có một chất enzyme làm chúng ta có thể tẩy rất sạch cái tế bào chết của da, làm da của chúng ta sạch và săn chắc. Và lòng trắng trứng gà thì sẽ làm se khít lỗ chân lông. Còn sữa chua các bạn biết rồi, tác dụng rất là tốt để làm tươi mới cho làn da của chúng ta. Khi các bạn sử dụng sữa chua, các bạn nên sử dụng loại sữa chua không chất bảo quản, không đường. Sữa chua tự nhiên thì tất nhiên là nó sẽ có tác dụng tốt nhất cho da mặt của chúng ta. Thứ hai là các bạn cũng phải nên để sữa chua ra khỏi tủ lạnh đến khi nào bớt lạnh rồi các bạn mới dùng làm mặt nạ để bôi lên da mặt của mình. Và có một điều nữa đó là các bạn cũng nên thử các loại nguyên liệu khác. Ví dụ như chanh, như trứng gà, như bơ, như lê, trước khi chúng ta bôi lên da mặt của mình xem là da của chúng ta có bị phản ứng với những loại nguyên liệu này không. Thường thì đây là những cái loại hoa quả rất là tự nhiên, chắc là cũng không gây ra kích ứng gì, nhưng dù sao cẩn thận vẫn hơn. Có một vài cách hôm nay như vậy xin được chia sẻ với quý vị và các bạn. Thật lòng mong muốn và xin chúc cho tất cả các bạn, đặc biệt là chị em phụ nữ, luôn luôn có những làn da thật khỏe, thật đẹp, thật mịn màng và tươi mới. Xin chào quý vị và các bạn. Sữa chua có tác dụng rất tốt cho sức khỏe của mọi người, điều đó thì ai cũng biết rồi. Nhưng còn một điều nữa mà chắc là nhiều chị em cũng biết, đó là chúng ta sử dụng sữa chua như một loại mỹ phẩm để làm đẹp cho bản thân mình. Bởi vì trong sữa chua có một số thành phần cơ bản như vitamin B1, B12 và đặc biệt là axit lactic có tác dụng dưỡng da rất tốt. Và trong chương trình ngày hôm nay,